Em Phạm Huấn nhé. Đấy, tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về xây dựng thông minh thì hôm nay em trân trọng giới thiệu ngay các chị cái bộ sản phẩm đó là dao các gạch men đa năng. Đấy, khi chúng ta nhận được hàng thì hàng sẽ được đựng trong hộp như thế này. Đấy, và sẽ được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa này. Và chúng ta sẽ đưa ra xoáy cái phần tay nắm này vào và chúng ta bắt đầu sử dụng cắt thôi. Nó rất là đơn giản, cắt gạch men cắt kính thì ngọt như là cắt chuối luôn. Hàng bên em là hàng liền thân, nhấn mạnh là hàng liền thân nhá, sử dụng nó rất là tiện, mang đi mang lại rất là tiện luôn, anh các chị cứ thế là sử dụng thôi. Đây, anh các chị cứ thế là sử dụng thôi, em sẽ cắt kính thử cho anh các chị xem nhá. Miếng kính trước này, rồi đây bắt đầu em cắt miếng kính này. Em cắt miếng kính trước này, đấy anh chị còn xem em cắt nhá. Đây, rất là dễ ngon này luôn. Em sẽ cắt một cái miếng kính lượn sóng cho anh chị xem này. Đấy, cắt thẳng cắt lượn sóng nhá. Đấy, ok hết luôn. Đấy, do là em ấn nó không đúng vị trí nên nó không được thôi. Đấy, em sẽ cắt lại, cắt lượn sóng này. Cắt thẳng cắt lượn sóng đều ok hết nhá. Đấy, đó là cắt kính này. Rồi, bây giờ em sẽ cắt cái viên gạch men cho anh chị xem nhá. Đây, một cái viên gạch men gạch 60 đây, ốp lát 60 đây. Đấy, em sẽ chạy thử viên này cho anh chị xem này, chị xem nó có cắt nó có ok không nhá. 60 đây. Đây, rồi em sẽ cắt cho anh chị xem nhé. Một cái viên gạch men 60 này. Đó. Đây, sau khi mà cắt xong thì chúng ta sẽ đặt cái phần đường chỉ này vào đúng cái phần đường cắt này. Đó, sau đó chúng ta xoáy công thôi. Chúng ta sẽ xoáy đều cái phần công này là nó sẽ viên gạch nó sẽ mở ra làm đôi thôi. Đó. Đấy, anh chị thấy không? Rất là ngon lành, tiện dụng luôn. Đường cắt thẳng như chẻ chỉ luôn. Sắc nét. Đó. Thì đấy là cái sản phẩm mà bên em đang phân phối đây. Anh các chị có nhu cầu về cái dòng này thì có thể liên hệ trực tiếp nhé. Hàng bên em về rất là nhiều luôn để phục vụ anh chị và các bạn này. Mọi nhu cầu thì anh chị các bạn có thể liên hệ này. Đó, số điện thoại của em Phạm Huấn đây. Xin chào lại các anh chị ở video sau nhé. Cắt gạch men, cắt kính đều